nhiễm phụ khoa là căn bệnh phổ biến mà bất cứ chị em nào cũng có thể mắc phải ít nhất một lần trong cuộc sống. Nguyên nhân gây bệnh có thể do chị em không chăm sóc vùng kín cẩn thận hoặc đến từ các nguyên nhân khách quan khác như môi trường sống ô nhiễm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe của các chị em phụ nữ. Tìm hiểu ngay 5 cách để phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa mà chị em không thể bỏ lỡ trong nội dung video này. Vùng kín cần được vệ sinh sạch sau khi tiểu tiện, đại tiện, kỳ kinh nguyệt, trước và sau khi quan hệ tình dục. Chị em có thể sử dụng nước ấm để rửa sạch vùng kín và lau khô bằng khăn mềm. Chị em lưu ý tránh sử dụng các dụng cụ thụt rửa, sử dụng thuốc xịt âm đạo, nước hoa hoặc xà phòng có thành phần sát khuẩn mạnh để vệ sinh bên trong âm đạo. Khi lau vùng kín, chú ý phòng ngừa lây lan vi khuẩn từ hậu môn sang âm đạo bằng cách lau theo chiều từ đằng trước ra đằng sau khi đi vệ sinh. Trong kỳ kinh nguyệt, chị em cần thay bằng vệ sinh sau 3 đến 4 giờ một lần. Chị em cần tránh mặc đồ lót làm từ chất liệu như lụa, ren, da, polyester trong thời gian dài. Ngoài ra cũng nên tránh mặc loại đồ lót có dây, quần lót ôm sát, thay quần lót hàng ngày hoặc thậm chí 2 lần trên ngày vào những ngày nắng nóng khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao vì lúc đó mồ hôi ra nhiều. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, trong đó có vi khuẩn Lactobacillus là khắc tinh của nấm Candidan, một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng viêm nhiễm và mùi hôi ở vùng kín. Đồng thời, nó cũng giúp cân bằng độ pH của âm đạo. Chỉ cần ăn 2 hộp sữa chua mỗi ngày là chị em có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Các thiết bị đồ dùng trong nhà tắm có thể là nguồn chứa rất nhiều vi sinh vật gây hại. Để phòng tránh viêm nhiễm phụ khoa do sử dụng các thiết bị vật dụng này, chị em cần dọn dẹp nhà tắm và nhà vệ sinh thường xuyên. Trong trường hợp vùng kín có mồ hôi kèm theo đó là các biểu hiện như ngứa rát, da khí hư bất thường, chị em cần tìm đến bác sĩ để thăm khám và điều trị nếu có bệnh. Chị em tuyệt đối không che giấu hoặc tự ý chữa trị vì có thể khiến cho tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Tốt nhất nên tạo thói quen đi khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng một lần để đảm bảo vùng kín luôn khỏe mạnh.